2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Thôi. Bảo vệ các dấu hiệu đường biên cột mốc tuần tra từ mốc 232 trên 18 phát hiện các dấu hiệu đường biên cột mốc mà có bị ảnh hưởng cái gì, chúng ta nhanh chóng bảo để báo cáo bên trên. Sau đây tôi hạ đặt mệnh lệnh hành quân cột mốc kiểm tra các dấu hiệu đường biên cột mốc về hướng hành quân theo hướng tây bắc, tổ cách tổ 3 mét, dự kiến và cách xử lý một số tình huống trong quá trình báo về đồn. Tình huống thứ hai, trong quá trình hành quân chúng ta phát hiện đối tượng và lập biên bản xử phạt vi phạm hành. Sau đây nếu như tàu hàng không có ý kiến gì, chúng ta thực hiện theo thứ tự nhiệm vụ đã quyết định. Về rồi. Bình làm em tấm hình cho mình.
nhé. Trên 183 được cắm vào năm 2018 thì hiện nay là đến mùa nước nổi cho nên là cột mốc là cũng có phần là ngập vào ở phía chân mốc. Hiện tại thì các cột mốc ở đây thì còn nguyên hiện trạng, không có vấn đề gì về xê dịch. Sau đây các đồng chí Thiên và đồng chí Quý lên phát quang xung quanh cột mốc để giao đó. Chỉ là người ta chụp hình tất cả tập trung vào chỗ cột mốc, mình chụp hình đúng, anh ở bên kia và đón tất cả mọi người đứng góc đứng lên ở xung quanh cột mốc. Ba kiểu bấm đây.